Máy ép hoa quả 4 mùa Cư Vinh sử dụng công nghệ ép ly tâm, có chức năng xay sinh tố, ép kết bã gấp 4 lần máy ép thông thường, giữ nguyên vitamin có trong thực phẩm, giữ nguyên màu sắc, giữ nguyên hương vị của trái cây. Thưa quý vị và các bạn, máy ép Cư Vinh đã xuất hiện trên kênh truyền hình TV Shopping được 1 năm và được bán với mức giá không phải là rẻ. Nhiều người rất hứng thú với sản phẩm này, tuy nhiên họ vẫn có một chút e ngại về giá của sản phẩm. Với những người đủ can đảm bỏ ra một số tiền lớn để mua Cư Vinh thì giờ đây họ lại cảm thấy rất hài lòng về quyết định sáng suốt của mình. Bởi vì đây là một sản phẩm công nghệ cao đã được cấp bằng sáng chế. Bạn có thể sử dụng cả 4 mùa trong một năm, ép trái cây, rau củ quả hàng ngày để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình cũng như thỏa mãn nhu cầu giải khát cho các thành viên trong gia đình. Với sức bền của một sản phẩm công nghệ cao, bạn có thể sử dụng máy ép Cư Vinh trong suốt nhiều năm mà không sợ bị hỏng hóc hay sụt giảm về chất lượng. Hãy mạnh dạn chi tiền mua Cư Vinh và quý vị sẽ thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Máy ép trái cây Cư Vinh sử dụng công nghệ ép ly tâm và chức năng xay sinh tố hoa quả với công suất nhỏ, số vòng quay ít nhưng lại cho ra nước ép trái cây nguyên chất, ép kiệt bã gấp 4 lần máy ép thông thường. Ép trái cây và rau xanh đến những giọt cuối cùng với dòng sản phẩm máy ép trái cây Cư Vinh tốc độ thấp của Hàn Quốc của chúng tôi, thật nhanh chóng. Bạn đang được chiêm ngưỡng một sản phẩm tuyệt vời, đó là bước ngoặt trong việc chế biến thực phẩm bình thường trở thành những đồ uống hấp dẫn và bổ dưỡng. Uống sinh tố hay nước ép hoa quả hàng ngày với máy ép Cư Vinh đã trở thành thói quen tốt của rất nhiều người. Rất nhiều gia đình ở Hàn Quốc và Việt Nam đã sử dụng máy ép Cư Vinh và họ đều rất hài lòng với những gì mà Cư Vinh mang lại. Không sử dụng dao xay và máy ly tâm tốc độ cao như những máy ép thông thường mà được sản xuất theo công nghệ ép chủng vĩnh cước bức LSTS. Công nghệ tiên tiến này đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, giúp cho nước ép trái cây sau khi được ép qua máy ép trái cây Cư Vinh vẫn giữ nguyên được mùi vị, màu sắc và lượng vitamin tự nhiên vốn có của nó. Nước ép trái cây của máy ép Cư Vinh giữ được lượng vitamin C gấp 5 lần so với máy ép ly tâm bình thường. Có thể ép liên tục hàng chục ly nước ép và nhiều loại trái cây rau củ quả. Ngoài ra, máy ép Cư Vinh NS668R còn có thêm chức năng xay sinh tố. Máy ép trái cây Cư Vinh NS668R dễ dàng lắp ráp và tháo rời từng bộ phận, giúp dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, máy có khả năng lọc sạch hoàn toàn tự động, giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian, an toàn khi sử dụng. Máy ép trái cây 4 mùa Cư Vinh, xuất xứ 100% Hàn Quốc, chức năng ép trái cây và xay sinh tố, tốc độ 40 vòng trên 1 phút, dung tích, mô tô giảm tốc cực khỏe có thể ép liên tục tới hàng chục lít. An toàn, tiện lợi, tiết kiệm thời gian, máy ép trái cây Cư Vinh là sản phẩm đa chức năng cho bà nội trợ, giúp cho các bữa ăn luôn phong phú và không mất nhiều công sức. Bạn có thể làm sữa đậu nành, đậu phụ, tàu phớ, xương ngô, súp, cháo, kem, hoa quả, sobit, mứt hoa quả, nước sốt. Một sản phẩm không thể thiếu cho căn bếp của bà nội trợ đảm đang. Quý vị biết không, máy ép trái cây Cư Vinh tốc độ thấp của Hàn Quốc sử dụng công nghệ ép chậm trục vít LSTS đầu tiên trên thế giới, được cấp bằng sáng chế, không sử dụng dao để xay, không sinh nhiệt. Thiết kế thông minh, máy ép trái cây Cư Vinh NS668R là thế hệ sau của máy Cư Vinh NS621R, được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, sẽ giúp bạn có một ly nước trái cây nguyên chất, giữ được nguyên mùi vị và màu sắc tự nhiên của trái cây. Và đặc biệt là không bị tách nước, đảm bảo nước trái cây của bạn luôn thơm ngon và hấp dẫn. Máy ép trái cây Cư Vinh NS668R không xay bằng dao và máy ly tâm tốc độ cao như các máy bình thường mà sử dụng công nghệ ép chụp vít cưỡng bức LSTS. Đây là công nghệ tiên tiến được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này giúp cho nước ép trái cây giữ được màu sắc và mùi vị tự nhiên, đặc biệt là vitamin, enzyme và dinh dưỡng không bị hỏng do lực ma sát và ly tâm. Chất lượng vượt trội, máy ép trái cây Cư Vinh độc đáo này có thể nghiền nát và ép toàn bộ hoa quả mà không cần phải bổ nhỏ ra, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa không mong muốn xảy ra khi bạn phải bổ nhỏ hoa quả để cho vào máy giống như các loại máy ép thông thường. Máy ép nước hoa quả 4 mùa Cư Vinh hoạt động chậm rãi nhưng bền bỉ và hiệu quả. Cư Vinh NS668R đảm bảo mang tới cho quý vị và gia đình phần tinh túy và bổ dưỡng nhất từ hầu hết tất cả các loại rau củ quả. Nếu khẩu vị của các thành viên trong gia đình quý vị đa dạng, mỗi người thích một loại đồ uống khác nhau, thì sẽ có thêm một lý do nữa để quý vị mang Cư Vinh về nhà nhờ chế độ tự vệ sinh thông minh. Quý vị hoàn toàn không cần phải rửa lõi máy giữa hai lần ép các loại rau củ quả khác nhau. Thật đơn giản, chỉ cần đổ nước lọc và chạy máy, Cư Vinh đã sẵn sàng ép tiếp mà không lo làm lẫn mùi hoa quả hay rau củ.
Máy ép hoa quả 4 mùa Kuvin xuất xứ Hàn Quốc có thể sử dụng được 4 mùa xuân hạ thu đông, không cần cắt nhỏ thực phẩm, tiết kiệm tối đa thời gian, giữ lại toàn bộ dưỡng chất cho sức khỏe, không sử dụng lưỡi dao, sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế, hoạt động chậm rãi bền bỉ, ép được tất cả các loại rau củ quả, dễ dàng tháo ráp khi vệ sinh máy. Không chỉ đảm bảo giữ lại tối đa chất dinh dưỡng từ hoa quả, Kuvin NS668R với thời gian hoạt động liên tục tới 30 phút có thể ép một lượng hoa quả lớn tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị và gia đình. Với những ưu điểm tuyệt vời mà chúng tôi vừa giới thiệu thì giờ đây chắc hẳn nhiều chị em đã quyết định ập ngay sản phẩm này về cho gia đình mình rồi phải không nào? Số điện thoại quen thuộc của chúng tôi là 0462858585 và 0902200999. Hãy gọi và nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý vị. Máy ép hoa quả 4 mùa Kuvin sử dụng công nghệ ép ly tâm, có chức năng xay sinh tố, ép kiệt bã gấp 4 lần máy ép thông thường, giữ nguyên vitamin có trong thực phẩm, giữ nguyên màu sắc, giữ nguyên hương vị của trái cây,